trao yêu thương tới các em học sinh và các thầy cô giáo trường công lập thành phố Kautina, Ấn Độ. Chuyến hành trình viếng thăm Tứ Thánh Tích thật nhiều cảm xúc ý nghĩa khi mà mỗi nơi đi qua, các Phật tử chùa Ba Vàng đều mang đến niềm vui tới mọi người từ những việc làm thiện lành của mình. Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàng Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng đã có một buổi giao lưu tặng quà tới các em học sinh nơi đây. Việt Nam xin Mataji em kính yến upasthit hai sau đó Mataji ko ek saath bolenge namo buddhaya Bhagwan Buddha ki is pavan dharti par yahan Bhagwan Buddha ne mahaparinirvan prapt kiya desh videsh se sailani aate hain aur apni shraddha ke anusar sahyog karte rehte hain isse yahan ke logon ke liye uchit shiksha vyavastha ke saath sadhan sat mandir ka nirman bhi tezi se vikas ki or badhta hai यह विद्यालय जो कुशीनगर पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाता है ऐसे लोगों के सहयोग से ही इस रूप में विकसित हुआ है। इसमें हर देश के जैसे वियतनाम, ताइवान, जापान इत्यादि के विशिष्ट अनुयायियों का सहयोग है। इसी सहयोग से हम लोगों का यह विद्यालय जो सन 2000 में केवल 65 बच्चों के साथ शुरू हुआ था यहाँ पर आज लगभग 1300 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षा हर आदमी की जरूरत है और इस महान उद्देश्य को पूरा करने में समय समय पर आने वाले का बहुत बड़ा योगदान है। इसी से मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। एजुकेशन इज लाइफ, शिक्षा ही जीवन है। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं वे जीवन में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं। इससे सभी के जीवन में कठिनाइयाँ दूर होती हैं और खुशहाली आती है। सहायता करते रहिए क्योंकि यही सच्चा मानव धर्म है जो भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है। जय हिंद, नमो बुद्धाय। Lời đầu tiên, chúng con xin gửi tới các sư, các thầy cô giáo và các em học sinh lời chào, lời chúc sức khỏe và an lành. Chúng con là những người đệ tử Phật đến từ chùa Ba Vàng, đất nước Việt Nam. Sư phụ của chúng con là tỳ kheo Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng. Hôm nay, trong chuyến hành hương Ấn Độ, chúng con được biết tại ngôi trường công lập thành phố Kautina, sư thầy phụ trách dạy Phật Pháp cho các em học sinh. Chúng con rất hoan hỉ khi các em học sinh ở đây được học Phật Pháp, học giáo lý nhân quả, khiến các em tự tin vươn lên trong cuộc sống. Hôm nay, đoàn chúng con cũng được viếng thăm Thánh Tích Đền Đại Niết Bàn, nơi Đức Thế Tôn đã nhập diệt. Chúng con rất tri ân sư thầy vì sư thầy được giao trách nhiệm chủ trì ở Thánh Tích này. Chúng con biết rằng Thánh Tích còn hiện diện ở thế gian thì chúng sinh được tăng trưởng tín tâm đối với Phật Pháp, nhờ đó mà được hạnh phúc, được lợi ích. Và hôm nay, được sự hứa khả trên sư thầy, đoàn Phật tử chúng con có một số phần quà xin được gửi tới sư thầy, nhà trường cùng các em học sinh. Chúng con rất hoan hỉ và chúng con cũng nguyện mong các em học sinh thế hệ tương lai sẽ nối tiếp sư thầy giữ gìn thánh tích ở Ấn Độ, làm chỗ cho nhân dân Phật tử trên toàn thế giới có thể về đây chiêm bái đảnh lễ các thánh tích. Một lần nữa, chúng con xin kính chúc sư thầy mạnh khỏe để truyền giảng Phật Pháp cho nhiều thế hệ nữa. Và xin kính chúc tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh được giác ngộ và an lành trong tình thương cứu độ của Đức Phật. Con cũng rất mong có dịp được sư thầy cùng các em học sinh có thể đến Việt Nam và đến chùa Ba Vàng. Vui mừng đón nhận tấm lòng của các Phật tử chùa Ba Vàng, các em học sinh đã dành tặng cho đoàn những bài hát Phật giáo mà các em đã được học. Đáp lại tình cảm thân ái, các Phật tử từ Việt Nam cũng đã dành tặng cho các thầy cô giáo và các em học sinh bài hát Mặt trời Phật Pháp soi chiếu cứu thế gian, để cùng lan tỏa tinh thần và ánh sáng Phật Pháp đến mọi người.
Điều đặc biệt, nhân chuyến thăm của Phật tử Chùa Ba Vàng, các thầy cô giáo và các em học sinh của trường công lập thành phố Cortina đã giới thiệu cho đoàn về cuộc thi vẽ về Đức Phật đang diễn ra. Các em học sinh cũng đã dành tặng cho các Phật tử Chùa Ba Vàng những bức tranh do chính các em thể hiện, và có cả những bông hoa tươi thắm cũng được nhà trường gửi tặng đến đoàn Phật tử Chùa Ba Vàng. Chúc cho các thầy cô giáo và các em học sinh trường công lập thành phố Cortina luôn khỏe mạnh, an vui và được che chở dưới ánh sáng từ quang của mười phương chư Phật.